Quả tay, cặp nam nữ nghiện ma túy vừa đến Phú Quốc. Sáng mùng 4 tháng 6, Công an xã Hàm Ninh tiếp nhận và tiến hành xử lý hai trường hợp dương tính ma túy, vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra Phú Quốc. Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 6, Công an thành phố Phú Quốc phối hợp cùng tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang và trạm kiểm soát biên phòng Bãi Vòng tiến hành kiểm tra hành chính ô tô biển kiểm soát 5/11H-93564 do ông Minh Phụng, sinh năm 1974, thường trú phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, điều khiển chở theo bạn gái Trần Thị Ánh Nga, sinh năm 1985, đăng ký thường trú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Khi cả hai vừa từ thành phố Rạch Giá đi tàu cập cảng Phà Thạnh Thới, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên người và phương tiện của cặp nam nữ này có hai dao tự chế, súng dạng bắn đạn pháo, bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Test nhanh hai người, kết quả đều dương tính với chất ma túy. Ông Minh Phụng từng có tiền án về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Phụng trực tiếp đưa súng cho một nghi phạm bắn chết hai người trong vụ án trước đó. Thượng tá Mai Phương Nam, trưởng Công an thành phố Phú Quốc, cho biết Công an thành phố đang triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án về tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Công an thành phố Phú Quốc hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang. Tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng với phương châm không để tội phạm có đất sống tại thành phố Phú Quốc. Trong đó, chú trọng công tác nắm chắc tình hình địa bàn từ sớm, từ xa, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các nghi phạm, vi phạm phạm pháp luật, triệt xóa các băng nhóm tội phạm sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án và giải quyết mâu thuẫn. Theo Trần Lĩnh, Công an nhân dân.